Sơ lược về lịch sử danh nhân Việt Nam Thế kỷ 20, nay đọc lại vẫn còn xúc động. Tác giả là ai? Không rõ. Chỉ biết nó được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Còn có câu ca dao một mặt, chân tình, ghi sâu vào trí nhớ của nhiều thế hệ. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3. Khắp miền truyền mãi câu ca nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Dựa vào truyền thuyết dân gian và chính sử của các triều đại trước, nhà giáo, nhà sử học Trần Trọng Kim đã viết về nước ta thời thượng cổ như sau. Họ hồng bàn, cứ theo tục truyền thì vua đế minh là cháu ba đời của vua thần nông. Đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lục Tục sau đế minh truyền ngôi lại cho lộc tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ Hồ Nam, phía nam giáp nước Hồ Tôn Chiêm Thành, phía tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên, phía đông giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm nhâm tốt 2879 trước Tây Lịch và lấy con gái động đình quân là long nữ đẻ ra sùng lãm nối ngôi làm vua xưng là lạc long quân lạc long quân lấy con gái vua đế lai tên là âu cơ đẻ một lần được một trăm người con trai lạc long quân bảo âu cơ rằng ta là dòng giỏi long quân nhà ngươi là dòng giỏi thần tiên ăn ở lâu với nhau không được nay được trăm con thì nhà ngươi đem năm mươi đứa lên núi còn năm mươi đứa ta đem xuống bể nam hải nước văn lang lạc long quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước văn lang xưng là hùng vương cứ theo sử cũ thì nước văn lang chia ra làm 15 bộ lễ dỗ mẹ âu cơ tại thành phố hồ chí minh một văn lang bạch hạc tỉnh vĩnh yên hai châu diên sơn tây ba phúc lộc sơn tây bốn tân hưng hưng hóa tuyên quang năm Vũ Định Thái Nguyên, Cao Bằng 6. Vũ Ninh Bắc Ninh 7. Lục Hải Lạng Sơn 8. Ninh Hải Quảng Yên 9. Dương Tuyền Hải Dương 10. Giao chỉ Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình 11. Cửu Chân Thanh Hóa 12. Hoài Hoang Nghệ An 13. Cửu Đức Hà Tĩnh 14. Việc thường quảng bình, quản trị 15. Bình văn Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạt, tỉnh Vĩnh Yên, đặt tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan lang con gái vua gọi là Mỹ Nương, các quan nhỏ gọi là Bùa Chính. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là phụ đạo. Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm Quý Mão 158 trước Tây Lịch thì bị nhà thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời vua Hùng Vương thứ 18, cả thảy 20 ông vua. Từ năm 1969, Hội Sử Học Việt Nam bắt đầu nghiên cứu về đề tài Hùng Vương, công việc kéo dài tiếp tục trong các năm 196, 1963 và 1966. 1970, các nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam đã vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tổng hợp và có ý niệm chung là văn hóa thời Hùng Vương phát triển qua bốn giai đoạn lớn, giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Mậu, Gò Muôn và Đông Sơn. Viện trưởng Viện Khảo Cổ Học Phạm Huy Thông cho biết, Địa bàn của văn hóa Đông Sơn chính là địa bàn mà sử sách nói về 15 bộ hay 15 bộ lạc của nước Văn Lan và trung tâm xuất phát văn hóa Đông Sơn. Chính là vùng hợp lưu các sông Thao Sông Hồng, Sông Đà, Sông Lô, nơi văn hóa phùng nguyên đậm nét, nơi sử sách và truyền thuyết nhớ là đất tổ Phong Châu, trung tâm nước Văn Lan của các vua hùng. Đến với truyền thuyết về thời đại hùng vương là ta đến với tâm linh của nguồn cội của tình cảm gắn bó máu thịt nước non vẫn nước non nhà, của đồng bào máu chảy ruột mềm, tình cảm. Hải điểu bay mừng khi thuyền về, có nghĩa trên trống đồng thời các vua hùng, nhạc sĩ thổi kèn trên trống đồng. Ấy bất biến, tồn tại trường cửu như sức sống của cả một dân tộc có hơn 4.000 năm văn hiến. Khu di tích đền hùng thuộc thôn cổ tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao Phú Thọ cách trung tâm thành phố Việt Trì 7 km về phía bắc, cách thủ đô Hà Nội 90 km. Đền Hùng được xây dựng trên núi Hùng còn gọi là núi cả theo tiếng địa phương, hay còn có nhiều tên gọi khác nhau như Nghĩa Lĩnh, Nghĩa Cương, Hy Cương, Hy Sơn, Bảo Thiếu Lĩnh, Bảo Thiếu Sơn. Thuộc đất Phong Châu vốn là đất kế đô của nhà nước Văn Lang hơn 4.000 năm trước đây. Cổng đền được xây dựng vào năm 1917, có khắc bức đại tự Cao Sơn Cảnh Hành. Riêng bốn chữ này nên hiểu như thế nào? Đã có cuộc tranh luận rất thú vị. Theo ông Lê Trung Việt thì Viện Hán Nôn dịch núi cao đường lớn là chưa đúng, phải dịch là núi cao cảnh đẹp. Không đồng ý, theo ông Nguyễn Lưu hai chữ cảnh hành theo một từ điển là Đức Hạnh Cao Minh vì thế phải hiểu theo nghĩa Đức Cao như núi cụ thể trong trường hợp này là dùng để ca ngợi đức cao cả của tổ tiên, chứ không phải nhằm tả cảnh đẹp đền hùng. Hai bên cổng đền còn có câu đối vũ kim biên dịch. Mở lối đắp nền, bốn mặt non sông quy một mối. Lên cao nhìn rộng, ngàn trùng đồi núi tựa bầy con. Từ cổng đền, bước lên núi. Trước hết, ta thấy nhà bi ghi công đức các vua hùng. Tại đây có bia đá, ghi lời dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm đền Hùng ngày 19 tháng 9 năm 1954. Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Gần đó là đền Hạ, chùa Thiên Quang và gác chuông. Đền Hạ được xây dựng lại trên nền đất cũ vào thế kỷ 12, 13. Tương truyền đây là nơi bà Âu Cơ trở dạ sinh ra một bọc trứng nở thành 100 con trai dấu tích giếng mắt rồng là nơi mẹ âu cơ ấp trứng nay còn ở phía sau đền hai tiếng đồng bào cùng bọc vì thế mà có hẳn chúng ta không thể quên những câu thơ thống thiết mà nhà giáo ngô quý siêu đã viết để giảng dạy học trò từ thời đồng kinh nghĩa thục đã sinh cùng giống cùng nòi cùng trong đất nước là người đồng thân phải coi ruột thịt cho gần phải thương phải xót quy quần lấy nhau phúc cùng hưởng, họa cùng đau. Một gan một dạ ghi sâu chữ đồng. May ra trời cũng siêu lòng. Đời đời để giống lạc hồng này cho. Gió thu hiu hắt sông hồ. Sử xanh còn đó, địa đồ còn đây. Mấy câu mượn bút giải bày. Xin người trong nước non này cùng nghe. Rời đền hạ, lên đền trung, tương truyền đây là nơi các vua hùng thường họp bàn việc nước với các lạc hầu lạc tướng cũng là nơi hoàng tử lang liêu dân bánh dày bánh chưng được vua hùng thứ sáu khen bánh thì ngon ý thì hay và được nối nghiệp là hùng vương thứ bảy rời đền trung lên đền thượng tương truyền là nơi các vua hùng tiến hành các nghi thức cúng tế trời đất thần lúa thờ thánh giống để muôn dân ấm no hạnh phúc hưởng thái bình an lạc đời đời vì thế, đền thượng vẫn còn gọi là kính thiên lĩnh điện điện thờ trời trên núi Nghĩa Lĩnh. Theo truyền thuyết dân gian, nơi này vua Hùng thứ 18 đã truyền ngôi lại cho cháu là thuộc phán. Để giữ lời thề giữ vững cơ nghiệp của vua Hùng, giữ vững non sông gấm vóc, thuộc phán cho dựng hai cột đá thề. Cột đá cao 1,3 mét, rộng 0,3 mét, hình vuông, năm 1968 tiêu văn hóa Vĩnh Phú tôn tạo lên bệ như hiện nay. Tại đây còn có những bức hoành phi như Hùng Vương Linh Tích Vết Tích Thiên Liên của Vua Hùng, Hùng Vương Tổ Miếu Miễu Tổ Hùng Vương, Triệu Tổ Nam Ban Tổ Muôn Đời của nước Nam và nhiều câu đối chữ Hán, chữ Nôn như Vật đổi sao dời, Phúc Tổ vẫn lưu nền cổ tích, nước nguồn cây cội, đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương con cháu ba kỳ thăm mộ tổ. Non sông muôn thở rạng nòi tiên. Thần thánh mở cơ đồ, đến nay đất vẫn thế, dân vẫn thế, cùng huân thờ đền miếu, đó là cây có gốc, nước có nguồn. Cùng cũ hồng lạc còn đây, trùng điệp núi đồi nhiều sông hợp lại. Khí thiện đế vương vẫn đấy, thét gió mưa gào một ngọn núi đứng cao. Còn cháu còn, tôn tổ vẫn còn nòi giống nhà ta sinh sản mãi nắng mưa thế miếu lăng vẫn thế non sông đất nước vững bền lâu lăng hùng vương tương truyền là mộ của vua hùng thứ sáu nằm ở phía đông đền thượng có vị trí đầu đội sơn chân đạp thủy mặt quay theo hướng đông nam tương truyền trước lúc lâm chung ngài trăng trối hãy chôn ta trên núi cao để ta trông non bờ cõi cho con cháu từ đền thượng đi xuống gần chân khu đền hùng, ta sẽ gặp đền giếng, tên chữ là Ngọc tỉnh xây dựng vào thế kỷ 13. Tương truyền hai công chúa của vua Hùng là tiên dung sau lấy chữ đồng tử, Ngọc Hoa sau lấy tảng viên thường đến đây soi gương, chải tóc. Từ năm 2001, ta xây dựng thêm đền thờ mẹ Âu Cơ. Trong đền ngoài tượng thờ mẹ Âu Cơ còn có hai lạc hầu, lạc tướng, Tiếp đó là nhà bảo tàng Hùng Vương nằm gần vị trí cổng lên đền Hùng được khởi công xây dựng vào năm 1996 và được khánh thành đúng ngày khai hội đền Hùng năm 2003 do Tổng bí thư Đỗ Mười cắt băng khánh thành. Bảo tàng có gần 700 hiện vật gốc trên tổng số hơn 4.000 hiện vật, 162 bức ảnh, khắc họa chủ đề tổng quát, các vua hùng dựng nước văn lang trên mảnh đất phong châu lịch sử. Có thể nói, Đền Hùng không chỉ là thắng cảnh đẹp, non nước hữu tình mà còn là một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam. Thời kỳ Văn Lang, thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất trọng yếu của lịch sử Việt Nam. Chính thời kỳ này xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam và truyền thống tinh thần Việt Nam theo lịch sử Việt Nam nhà xuất bản khoa học xã hội, 1971. Thờ cúng gia tiên một phong tục văn hóa của người việt nam trong tâm thức dân gian của người việt đứng đầu tứ bất tử để nhất phúc thần biểu tượng cho sự trường tồn bất diệt của dân tộc ta là thánh tản viên còn gọi là tản viên sơn thánh sơn tinh thanh sơn đại vương về sự tích thánh tản viên sách đại việt sử ký toàn thư chép rằng cuối thời hùng vương nhà vua có người con gái gọi là Mợ nương nhan sắc rất xinh đẹp nhà vua muốn tìm người xứng đáng để gả mới nói rằng đứa con gái này là giống tiên cho nên chỉ ai đủ tài đức ta mới cho làm rễ bấy giờ có hai người cùng vào lạy dưới sân xin cầu hôn nhà vua lấy làm lạ hỏi thì họ thưa rằng một người là sân tinh một người là thủy tinh đều là ở trong cõi của nhà vua cả nay nghe tin nhà vua có thánh nữ bèn đánh bạo tới xin chờ mệnh của vua vua hạ lệnh cho hai người rằng đến ngày hôm sau ai đem đủ xính lễ tới trước thì sẽ gả con cho người ấy hai người nghe xong lạy tạ rồi ra về hôm sau sơn tinh đem các thứ châu báu bạc vàng cùng chim rừng thú núi tới dân nhà vua y hẹn gả con gái cho sơn tinh sơn tinh đón vợ về trên đỉnh cao của núi tản viên thủy tinh cũng đem xính lễ đến nhưng muộn hơn bèn kéo mây làm mưa, dừng nước tràn ngập, rồi đem các loài thủy tộc đuổi theo. Nhà vua cùng Sơn Tinh lấy lưới sắt chắn ngang khu vực thượng lưu sông từ liêm tức khúc sông Hồng, chảy qua chèm, ngoại thành Hà Nội đến ngăn lại. Thủy Tinh lại theo sông khác, từ vùng lờ nhân vào chân núi Quảng Oai, rồi men sông Hát và tràn ra sông lớn tức sông Hồng mà ngoặt sang sông Đà để đánh lên tảng viên. Ở đầu Thủy Tinh cũng đào vật đào chầm để chứa nước hồng đánh úp sơn tinh sơn tinh có phép thần biến hóa sai người đang tre thành hàng rào chắn nước lấy cung nỏ bắn xuống khiến cho các loài thủy tộc đều bị trúng tên mà chạy trốn rốt cuộc thủy tinh không sao xâm phạm được núi tản viên tục truyền từ đó thủy tinh đời đời thù oán hàng năm vẫn dâng nước đánh sơn tinh tước bỏ những yếu tố hoang đường ta sẽ thấy được công việc trị thủy của người Việt thời cổ xưa. Xét trong lời ăn tiếng nói của dân gian, từ bao đời này vẫn còn truyền lại như nước lụt thì lúc cả làng, lụt to lúc nhỏ, lụt nhỏ lúc đồng, mưa tháng tư hư đất, mưa ngâu lâu ngày cũng lụt, mưa thúi đất thúi trời. Hoặc trong thủy, hỏa, đạo, tạc thì thủy vẫn là khó khăn đầu tiên. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp, nước lại là yếu tố đầu tiên nước, phân, cần, giống. Vì thế chế ngự lũ lụt là điều bất thiết của dân tộc ta từ đời này qua đời khác. Nhưng có một điều thú vị, thậm chí còn mang cả yếu tố lạc quan. Trong chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh ông cha ta đã hình tượng bằng cuộc tranh giành người đẹp của hai vị thần si tình. Trong Đại Nam Quốc sử diễn ca viết, Thủy Tinh lỡ bước chậm chân, đùng đùng nổi giận đem ân oán thu. Mưa tuôn gió thổi mịt mù Ào ào rừng nọ, ù, ù núi kia Thì ra, lũ lụt dữ dội ấy cũng là do lòng ghen tức của vị thần không Chiếm được trái tim dài nhân đấy thôi Càng cua lẫm chởm dơ như mát Tôn kền chạy quắp đuôi xôn sao Sơn tình hiểu thần ghen, tức khắc Niệm chú, đất nảy vù lên cao Hoa tay thần vẫy hùng voi báo hết phần sơ lược